Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ekip truyền hình Phật Sự Online TV hiện tại đang có mặt tại chùa Kim Sơn, thành phố Cà Mau để truyền tải đến tất cả chư quý vị hoạt động khóa tu mùa hè diễn ra tại đây. Được biết, khóa tu năm nay được diễn ra từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 6 năm 2019 với chủ đề Tuổi Trẻ Cà Mau Hành Động Vì Môi Trường. Những hình ảnh về công tác chuẩn bị của ngày đầu khóa tu sẽ được truyền tải đến tất cả chư quý vị ngay bây giờ. Cà Mau, công tác chuẩn bị khóa tu mùa hè tại chùa Kim Sơn được sự cho phép của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau, phân ban đi giới tổ chức khóa tu mùa hè lần thứ 9 với chủ đề Tuổi Trẻ Cà Mau Hành Động Vì Môi Trường. Trong 4 ngày, từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 6 năm 2019, với các nội dung tu học đời thường, giản dị, dễ hiểu nhưng rất thiết thực, ngày đầu tiên ban tổ chức cũng hơi vất vả với các bước như đón tiếp các cháu thiếu nhi và phụ huynh, cấp phát thẻ đeo, áo đồng phục, y tế cũng được hỗ trợ rất chu đáo, thiết kế nơi ăn, chỗ nghỉ, ban thư ký cũng cập nhật chi tiết từng tên của mỗi em tham gia. Đội ngũ tình nguyện viên rất năng động cho buổi sinh hoạt của ngày đầu, từ đó mà ban tổ chức cho đến phụ huynh, các em được tham gia cũng an tâm, có đôi lời chia sẻ. Nói chung là muốn chuẩn bị một cái khóa tu như thế này là cô cũng phải tổ chức ít nhất là trước một tháng để họp ban tổ chức. Rồi mình sau khi mà hình thành được cái ban tổ chức rồi thì cô mới là lên cái kế hoạch là mình làm các cái thông tin cho các phụ huynh, các học sinh nắm được cái thông tin rồi đến để nhận các cái phiếu là đăng ký. Thì đó là cái bước đầu. Bước thứ hai thì mình phải nhận các cái phiếu mà nhận lại các cái phiếu đăng ký. Rồi sau đó thì mình về cái công tác hậu cần thì mình cũng phải chuẩn bị các thứ. Về như là mình tổ chức chỗ ăn, chỗ ở cho các em. Rồi các cái vật dụng cần dùng, thí dụ như ăn thì phải cần cái gì, rồi nghỉ ngơi phải cần cái gì, rồi cho tới là các cái ban để phục vụ cho khóa tu thì mình phải chuẩn bị hết. Bên cạnh đó thì về cái mặt tổ chức bên ngoài á, về đối ngoại thì mình cũng phải là xin phép chính quyền địa phương, rồi sau đó thì mình cũng phải nhờ được cái sự hỗ trợ về an ninh trật tự của lực lượng công an. Rồi về phía chùa thì cũng phải có các trật tự, các em để mà tình nguyện viên giúp đỡ về cái khâu trật tự, sắp xếp các thứ. Các cái lần đầu tiên thì mình tổ chức giới hạn là khoảng 500 em trở lại thôi, là vì cái khuôn viên của mình nó còn chật hẹp. Thì mỗi năm thì cái số lượng nó sẽ tăng lên. Với lý do là không phải cái chỗ của mình nó tốt hơn, mà do là các cái nhu cầu của học sinh, nhu cầu của phụ huynh gửi gắm con em về đây. Mà ở Cà Mau của mình thì cái điểm mà tổ chức nó không có nhiều. Do vậy mà mình phải cho các em đăng ký, rồi các phụ huynh có nhu cầu gửi gắm thì mình không thể từ chối được. Do đó mà cho đến hôm nay thì cái lượng đăng ký nó lại gấp 3 lần các cái năm trước đầu tiên. Do đó thì cái khâu tổ chức mình cái nào cũng phải tăng lên. Do vậy cái khâu của mình năm nay là phải cực hơn. Trong ban tổ chức các ban đều phải cực hơn. Phải cái nào mình cũng phải lo thêm. Rồi từ chỗ ăn, chỗ ở, rồi cho đến là cái khâu tổ chức. Trong 4 ngày thì cái chương trình nó khác nhau. Chương trình của 4 ngày nó khác nhau, nhưng mà nó có những cái giống nhau là buổi sáng nào khi thức dậy thì các em vệ sinh cá nhân, sau đó là thiền hành, tập thể dục, rồi tụng kinh Phước Đức hoặc là những cái bài kinh ngắn để cho các em buổi sáng, sau đó thì ăn sáng rồi mình mới vô cái chương trình chính thức của ngày. Như vậy thì khi bắt đầu cái chương trình chính thức thì mỗi ngày nó có khác nhau, còn cái buổi sáng và buổi tối thì nó giống nhau, là ngày nào cũng phải ngồi thiền, ngày nào cũng phải thiền hành, ngày nào các em cũng phải là tập thể dục, rồi phải tụng kinh Phước Đức. Rồi còn lại cái chương trình chính thì 4 ngày mình có cái chương trình khác nhau.
Năm các năm trước thì mình tổ chức mỗi năm hai khóa. Một khóa đầu thì dành cho tất cả các em, nhưng mà khóa thứ hai là chỉ dành cho các em lớn, là từ 15 tuổi trở lên. Mình đặc biệt không nhận các em nhỏ quá. Để trong cái chương trình đó thì mình có cho các em nói cái chương trình là thi hùng biện, rồi có những cái buổi tọa đàm cho các em đặt câu hỏi với ban tổ chức. Thì những cái chương trình này các em học sinh nó rất là thích. Ở đây thì các cô giảng thì đúng theo cái nghi thức của quý thầy quý cô ở trong chùa. Thì khi mình ăn chay đường nó khác hơn cái ăn ở ngoài. Nhưng mà đối với các em nhỏ thì nó khác hơn các thầy các cô một chút. Là bởi vì cái tiếp thu của các em nó khác hơn thầy cô. Thứ hai là các em nó không có ở hẳn trong chùa. Do vậy thì mình có cái quyển chuyển là cho các em nó cũng học cái nghi thức ăn quá đường. Rồi cũng phải là ăn trong chánh niệm. Rồi cũng phải biết ơn những cái người đã đem hạt cơm hạt gạo đến cho mình. Thì đó là dạy cho mấy em nó một cái cách là trong bữa cơm nó cũng biết tri ân đến đối với những người mà đã có ân với mình. Thì từ đó thì cái đi đứng nằm ngồi ăn uống trong suốt cả ngày thì đều là những cái bài học rất là cần thiết cho các em khi nó còn nhỏ. Ở đây thì các cái khóa đầu tiên thì nó ít, nhưng mà những cái khóa sau đó thì phụ huynh thấy cái kết quả tu học của các em đó, thì nó thể hiện rõ rệt trong các cái khóa đầu. Thì từ chỗ đó mà những cái khóa sau nó tăng lên số lượng, là do cái thứ nhất là cho các em nó được học những cái điều hay lẽ phải, nó biết thương yêu cha mẹ, nó biết ơn thầy cô, rồi nó có cái lối sống tích cực hơn. Thứ hai nữa là về đây thì nó có cái kỷ luật, tức là các em muốn ra khỏi cái chùa là phải có giấy, rồi phải có được cái sự đồng ý của phụ huynh và ban tổ chức. Cho nên là từ cái khâu tổ chức của mình nó có kỷ luật, cái thứ hai là nó có kết quả trong cái quá trình tổ chức. Do vậy mà phụ huynh ta rất là yên tâm và cũng rất là cần thiết để gửi các em nó vào đại học. Dạ không, thì thường xuyên thì hàng tuần tôi cũng hay đưa con tôi đến chùa lễ Phật. Và hôm nay là ngày đầu tiên đưa bé đi khóa tu mùa hè. Bé năm nay 9 tuổi và một bé 14 tuổi. Nhìn chung thì lần này là lần thứ hai con tôi tham gia khóa tu mùa hè tại chùa Kim Sơn. Thì qua các cái tham gia vào các hoạt động của khóa tu mùa hè thì nhìn thấy là các bé khi về nhà có những chuyển biến rất là tích cực. Các cháu chăm hơn, ngoan hơn, có cái ý thức mà tự phục vụ bản thân mình. Bên cạnh đó thì cũng giúp được cha mẹ trong cái quá trình mà làm những cái công việc nhà và biết chia sẻ yêu thương đến những bạn xung quanh. Thì đây là một cái vấn đề tôi cảm thấy là rất là hay. Nhân đây thì đại diện cho một số phụ huynh, tôi cũng xin tri ân đến tất cả các tăng ni và ban tổ chức đã tạo cơ hội tổ chức các khóa tu mùa hè này cho các bé được học tập, vui chơi. Và hơn nữa thì qua khóa tu mùa hè này thì các bé sẽ học, nói chung là các bé nó có những cái chuyển biến rất là tích cực trong quá trình tu học tại chùa. Và cũng mong rằng hàng năm ban tổ chức sẽ tạo điều kiện tổ chức nhiều các khóa tu khác cho các bé được tham gia. Thấy có vài bạn chia sẻ lên Facebook nên là em vào đăng ký. Dạ. Chưa năm tham gia. Dạ, đây là lần thứ hai em tham gia. Dạ, năm trước thì em cũng có tham gia một lần rồi, năm nay là lần thứ hai em quay lại, em cảm thấy rất vui. Có, dạ, vô chùa thì dạy em rất nhiều điều về áp dụng cuộc sống, là cách ứng xử với cha mẹ, bạn bè với mọi người xung quanh. Dạ, từ đó em cảm thấy là cuộc sống là vui hơn, ít tẻ nhạt. Năm ngoái thì chỉ có em và một bạn, năm nay thì đã thêm 6-7 bạn. Nếu như còn thêm những khóa sau thì con sẽ cố gắng để đi và rủ thêm nhiều bạn đi. Và nếu như các bạn không đi được thì con sẽ áp dụng những kiến thức mà ở đây đã dạy để con về nói cho các bạn nghe để áp dụng. Dạ, em tên Trần Kiều Duyên, đến từ xã Vũ Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Em đến lần năm nay là một lần, năm nay là lần này lần thứ hai. Em học đều là học hỏi được các anh chị áp dụng được trong cuộc sống.
về những lời Phật dạy, những thứ mà em cần áp dụng, những điều tốt mà các Phật sư đã dạy cho em, học tập tốt hơn, giúp đỡ được gia đình mọi người nhiều tốt hơn. Dạ, em chúng ta là Phật tử, học được 4 điều Phật dạy, ăn uống sinh hoạt chung với mọi người, chơi vui với mọi người. Dạ, em thấy ở đây rất là vui, rất là đông và náo nhiệt, rất nhiều bạn. Dạ, năm nay thì em thấy là nhiều hơn năm trước, nhiều hơn bạn hơn, em thấy nhiều bạn hơn cũng rất là bất ngờ. Dạ, nếu sau này mà có được tham gia thì em sẽ rủ thiệt nhiều bạn thêm đi chung với em. Em tình cờ lướt Facebook và thấy thông tin này, chương trình này nó rất là ý nghĩa nên em tham gia. Dạ, phá tu lần này có chủ đề là tuổi trẻ Cà Mau hành động vì môi trường. Là chúng ta có thể là bảo vệ môi trường bằng những việc nhỏ nhất như là không được xả rác vừa bãi, không được sử dụng túi nhựa, tiết kiệm nước, mình tái chế những vật dụng có thể sử dụng lại được, là không thải chất bẩn ra ngoài môi trường làm ô nhiễm nguồn nước. Với niềm tự hào là tuổi trẻ Cà Mau, tụi con sẽ phấn đấu hết mình về môi trường. Mọi công tác chuẩn bị cho khóa tu lần này dường như đã hoàn tất từ các khâu do ban tổ chức đề ra. Được biết, khóa tu năm nay thu hút trên 1.300 khóa sinh đăng ký tham dự, huy động gần 110 tình nguyện viên, Phật tử phục vụ và hỗ trợ trong những ngày diễn ra khóa tu.